À, thì tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người ở một cái weekend rất là vui vẻ, cũng sắp sửa 30 tháng 4 rồi. Thì ở cái 30 tháng 4 này nó có một cái đặc biệt đối với tôi, riêng cá nhân tôi, là bởi vì đã từ lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi, mình chưa bao giờ đón một cái lễ 30 tháng 4 cả ở trong nước. Nói chung đây, kỳ này về đây là đi về, muốn giữ được cái lễ này mình phải đi thật lâu để mà ăn một cái lễ đúng nghĩa của ngày lễ độc lập đó. Nhưng mà để thực sự mà nói là mình đang háo hức chờ mong cái ngày lễ 30 tháng 4, mà cái người Việt Nam mình ở trong nước bây giờ họ đổi tên, họ ta theo tôi biết là họ đổi tên rồi, nói là họ không nói ngày lễ, họ không nói ngày lễ 30 tháng 4 nữa, không có quốc, không có khác gì trên trời, không quật, không có chiến thắng gì trên. Nhưng mà ta gọi một cái tên rất là thân thương mà ta cảm thấy đúng đó, ngày là Tết Độc Lập. Wow, ta mới nghe được hai ba bữa nay mà chưa có cái dịp để mà mình lên phố độ. Mình mới hỏi tại là sao Tết Độc Lập, và mới gì thì cái ngày Tết Độc Lập á, là nó có hai miền đất nước xung vầy với nhau, có nghĩa là Giang Sơn trở về một mối đại khái vậy. Nhưng mà nó có một cái nha, cái Tết này nè, là tất cả mọi gia đình từ nam phụ lão ấu cho đến trẻ nít này kia là đều vui, và đều nó gần gần giống như Tết Nguyên Đán nha. Nó có tính cách theo phong tục tập quán, nó gần gần giống như linh thiêng, giống như kiểu như Tết Nguyên Đán mình vậy. Bởi vậy thiên hạ gọi là Tết, không có cái gì vui cho bằng Tết 30 tháng 4 để Tết Độc Lập đại khái là vậy. Thì mình nghe mình cũng thấy khoái khoái, nói chung là tìm cách nghe cũng khoái khoái, mà mình cũng không hiểu được cái Tết Độc Lập đó ở Việt Nam mình nó như thế nào. Đừng đang háo hức, đang háo hức chờ đón. Phượng vô chưa ta? Phượng vô chưa, yêu cầu Phượng ơi. Đó, thì đó vì đó hình ra hôm nay mình cũng sẵn dịp đây mình live stream thố lượng cùng bạn bè. Chúc bạn bè một chúc anh chị em một cái buổi sáng ngày Chủ nhật rất là hạnh phúc. Thì ngay bây giờ đây là ở trong đất nước Việt Nam mình, hiện giờ tất cả mọi người cái ngày lúc đó cái đặc tính mà ngày Chủ nhật, ngày lễ, ngày ngày Chủ nhật á, ngày thứ bảy, Chủ nhật khi ta nghỉ làm thì tổ chức ở nhà vui vẻ cùng bạn bè con cháu, rồi xong mình bạn bè thì rủ ra quán, không ra quán thì mua đồ về nhà tổ chức những cái buổi sinh hoạt nhỏ nhỏ trong nhà, hoặc là nhậu nhạc với vợ con rồi bạn bè, nói chung là nhiều cái điều vui, nói chung là ngày. Và thì đúng rồi, đúng rồi. Bởi vậy đầu tiên thì mình mới thấy cái từ mà Tết Độc Lập á, mình thấy mình ngạc nhiên, bởi vì thường thường đất nước mình là nó có một cái Tết rất là lớn mà thường là toàn dân đều nghĩ nó là Tết Nguyên Đán, nhưng bây giờ nó sang làm cái Tết nữa, người ta tự động người ta cho nó một cái làm cái Tết, bởi vì cái ý nguyện của người dân này, bởi không có gì vui hơn bằng một cái đất nước mà suốt biết bao nhiêu cả thế kỷ mà để đánh nhau rồi giết nhau rồi phân tranh rồi chiến đấu rồi đủ thứ, bị đô hộ trực dân tùm lum tùm la mà gom về một mối, mà bây giờ nó thanh bình suốt 48 năm qua, thì cái chữ Tết Độc Lập thực sự là xứng đáng, nó xứng đáng theo cái nghĩa của mình nói là xứng đáng được gọi là Tết Độc Lập đúng nghĩa. Đầu tiên thì mình ngạc nhiên, nhưng mà sao mình bây giờ thì mình không ngạc nhiên nữa, là bởi vì người dân họ muốn vậy, và họ xin cái Tết Độc Lập đúng là đúng cái tên, đúng cái nghĩa luôn, đúng vậy. Thì ở đâu đó cũng còn một số người mà họ không có chấp nhận cái điều đó, họ vu vao hoặc là họ định cớ rồi đúng trò đúng kiểu, là nào là ngày tháng tư đen rồi tháng tư đỏ tháng tư tiếp tà màu tung ra cho nó kệ họ, đó chỉ là một phần thiểu số thôi, không làm sao cản bước được 100 triệu dân của người Việt cả. Cái điều đó mình nói lên là những lúc này mà mình ít lên mà phản bột phản bác lại, hoặc là mình phản biện lại những cái luận điệu vô căn cứ, những cái chuyện mà thông tin láo xạo này kia thì mình chán, mình muốn lên. Bởi vì càng ngày đi thì cũng thấy những cái báo đài, những cái mà hầu như ở bên nước ngoài mà xuyên tạc về đất nước mình, nó hổm hỉnh mà nó vô lý, mà nó vô lý một cách là con nít mà còn cười nữa, đâu đó cái buồn cười lắm.
Cho nên vì đó thôi ta cũng không thèm, bởi vì thường thường mà mình mới nói một cái là người dân ở trong nước bây giờ họ nó có một cái góc nhìn, nói chung là cái cũng nhờ cái internet và mọi người dân đều hiểu được cái điều đó là ở đâu ra, người nào nói đúng, người nào nói sai, và cũng mấy triệu người đã đang có mặt tại khắp khắp năm châu chứ đâu phải riêng đâu. Thành ra người nào mà tuyên truyền láo xạo thì họ sẽ biết liền thôi, mình không cần phải bàn cãi nữa. Cái hồi xưa thật ngang máu lắm, tôi lên tôi làm dữ nhưng mà nó khổ nổi, bây giờ mình làm dữ uổng công phí hơi tốn sức, bởi vì không cần phải làm vậy đâu, mình làm chứ mình không có nói, đúng không? Làm chứ không có nói, mình thì có cái tánh hay là vừa thực việc thực, không 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 có thích cái kiểu mà nói một đường mà làm một nẻo, mình không thích đó. Thì hiện diện còn bữa nay thứ nhật thì thứ bảy tuần sau là 29. À, đêm 29 rạng 30 suốt ngày 30 tháng 4 đó tôi nghĩ là chắc là lẽ là thiên hạ là đổ ra đường để ăn mừng, cờ xí ngợp trời. Thì tao đã tao nói qua bên kia rồi, tao kêu gọi biểu tình đó, biểu tình khắp miền luôn, khổ. À, còn ai muốn giúp vui thì vui lên để mấy ngang. Ông đâu ra ông? Còn... Hả? Cơm. Cơm tấm, đúng rồi. Rồi, ăn xong chưa? Trời ơi, vậy thì đợi, rồi ăn đi, tôi đợi. Ăn đi, tôi đợi. Lên Facebook, lên Facebook nha. Để nhớ để máy ngang nha, để máy ngang nha. Rồi rồi rồi. Okay. À. Rồi. Trong khi chờ đợi anh Phượng thì có ai lên chơi thì lên, nhớ để máy ngang. Ông ở Phượng nhà ta đang ăn ăn cơm tấm. Khổ không? Ăn cơm tấm ở nhà, chắc nấu ở nhà nấu á. Không được ra đường giống như bên Việt Nam. Bên Việt Nam là sáng ra là đi phở là cơm tấm bún bò, nói chung là tất tần tật ra về quán ngồi ăn rung đùi khỏi mất công nấu. Khoai lên thì gửi yêu cầu nha. Vâng, cảm ơn. Chào cái ông, chào lại tất cả mọi người dưới diễn đàn nha. À, thì nói chung thì mình thích là like lúc nào mình like thôi, chứ mình không có tính cách là không, mình không phe phái, không hội nhóm, không gì cả, mình chỉ là cái người bình thường thôi, nó hẳn là vậy. Thì cũng nói sơ qua cái cảm nhận mà của mình thì cái chữ Tết độc lập nó đúng ý nghĩa theo cái ý nguyện của người dân, và riêng cá nhân tôi thì tôi cũng bồi hồi xúc động, mặc dù tôi là một người lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Thì cách đây mấy ngày tôi cứ đi vào Cần Giờ và vào cái chỗ mà gọi là đặc khu đường sát, thì mình mới hiểu được cái sự gian khổ của những người lính phía bên kia, tức là người lính bất Việt hoặc là những người đặc công nước của miền Nam ngày xưa đã chiến đấu anh dũng như thế nào. Mình cảm thấy là mình cảm phục họ, mình mới thấy cái ý nghĩa to lớn của ngày 30 tháng 4 mà họ đã làm được. Thì có một anh chàng bộ đội để ngồi đứng ra thuyết minh, thì trong đó có 1.000 quân đặc công nước nhưng mà chết hết 940 mấy người. Mình thấy cái sự hy sinh của họ rất là to lớn. Đó là chỉ là một có một cái khía cạnh nhỏ của một cái cuộc chiến tranh gọi là tan nát của Việt Nam mình. Cho nên mình cảm thấy mình xúc động và mình mới hiểu được rằng cái giá trị của sự hòa bình của hiện giờ đất nước mình đang hưởng nó vô cùng to lớn, không có thứ gì thay đổi được và không có một cái gì gọi là bù đắp được cho người dân Việt Nam mình cả. Cho nên mình rất quý và mình cảm thấy là mình hạnh phúc được sống tại đất nước Việt Nam ngay thời điểm bây giờ đó.
thì cái chuyện đó là cái chuyện bình thường thôi, mà ở đây chỉ là một phần nhỏ của những người hy sinh. Tôi là một người lính Việt Nam Cộng Hòa mà tôi cảm phục họ, phục cái ý chí kiên cường của họ, phục cái lý tưởng đấu tranh của họ. Còn có nhiều người nói bác ơi bác còn chưa ra những cái nghĩa trang lịch sử về đường chín Nam Lào rồi cái gì đường chín Trường Sơn gì đó ở đâu ở Quảng Trị, nó lớn vô cùng luôn. Thì một lần nữa mình chắc chắn là mình sẽ đi lần nữa, tại vì hôm trước có đi vào cái nghĩa trang đường chín gì đó. Ờ, cái nhà lên đứa nào bay lên gửi cầu lên chơi, còn mấy ngày nữa tới Tết rồi, chào mọi người vô. Gửi cầu đi. Đâu đi đâu rẻ. Cắt rồi. Không sợ, không sợ, không sợ. Không, mấy ông không còn nữa, còn là phục dựng lại không à. À, mấy cái hình xác thôi à. À, đi một lần nữa cho biết, đi một lần nữa cho biết thì mình coi đi để mình đi để mình biết được cái sự khổ cực của mấy ông ấy, mà phải công nhận mình kính phục, mình phục sát đất luôn. À, cái trận chiến mà kho xăng Nhà Bè cũng mấy ông làm ra rồi, những cái chuyện mà kinh thiên động địa cũng mấy ông làm ra ghê thiệt, bởi vậy khổ. Đúng rồi, mình sợ là mình sợ cái ý chí kiên cường bất khuất của mấy ông ấy, thà chết thì dứt khoát rồi. Mà mình nghĩ sao mà con người ta mà ở trong vùng vực, vùng đó vùng đầm lầy rồi vừa cá sấu, ở trên thì bơm, ở dưới thì nước mà ổng sống, mình thấy mình sợ thiệt chứ. Thì công nhận mấy ông nó ghê thiệt. Rồi để mấy ngang nha.